Kính thưa các thầy cô trong hội đồng, kính thưa tất cả các đồng nghiệp cùng các thân hữu, tôi xin phép được trình bày luận án tiến sĩ toán học chuyên ngành giải tích với đề tài sự tồn tại nghiệp và các tính chất của nghiệp của một số phương trình tích phân hàm phi tuyến. Phương trình tích phân hàm phi tuyến là một chủ đề rất được quan tâm trong lĩnh vực giải tích phi tuyến. Các công cụ của giải tích hàm như lý thuyết Tobo và các định lý điểm bất động là các công cụ mạnh thường dùng để chứng minh sự tồn tại nghiệp cho các phương trình tích phân hàm phi tuyến. Từ đó khảo sát thêm một số tính chất của nghiệp. Tuy nhiên, phương trình tích phân hàm phi tuyến rất đa dạng. Có dạng đã giải được, có dạng chưa giải được, và mỗi dạng thường phải tìm kiếm một phương pháp giải riêng thích hợp. Gần đây chúng tôi quan tâm nghiên cứu 4 dạng phương trình sau. 1. Trước hết là hệ các phương trình tích phân hàm phi tuyến có dạng 1. Dạng này có nguồn gốc từ phương trình 2 đã được Kozlowski nghiên cứu từ năm 1993. Năm 1991, Wu Sinh Du đã nghiên cứu hệ 1 với hàm C bằng 0, M bằng anh bằng 2. SDCK là các nghi thức bậc nhất, nghĩa là nghiên cứu hệ phương trình 3. Năm 2000, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Hội Nghĩa cũng đã nghiên cứu hệ 1 với hàm C bằng 0. Omega là một tập con của RB, nghĩa là nghiên cứu hệ phương trình 4. Tiếp nối các công trình trên, chúng tôi đã nghiên cứu hệ 1 với các nội dung chính như chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệp, khảo sát sự hội tụ bậc 2, thiết lập một khai triển tiệm cận đến cấp n cộng 1 theo tham số bé epsilon. Dạng 2, phương trình tích phân hàm phi tuyến một biến, có biến trễ nhận giá trị trong không gian ba nấc tổng quát, có dạng 5. Tương tự với dạng này, năm 2006 và năm 2009, Bilnerat đã sử dụng một định lý điểm bất động kiểu Radnorsky để chứng minh sự tồn tại nghiệm cho phương trình 6 và phương trình 7. Năm 2011, Di Vinh Liêu và các cộng sự đã sử dụng định lý điểm bất động đạt bô kết hợp với kỹ thuật của đồ đo phi công bắc để chứng minh sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận cho phương trình 7A. Năm 2011, Lê Thị Phương Ngọc và Nguyễn Thành Long cũng đã sử dụng một định lý điểm bất động kiểu Radnorsky để chứng minh sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận cho phương trình 7B. Tiếp nối và học tập kỹ thuật của các công trình trên, chúng tôi đã sử dụng định lý điểm bất động ba nấc kết hợp với định lý điểm bất động kiểu Radnorsky trong không gian Bessé để chứng minh sự tồn tại nghiệm, chứng minh sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận, chứng minh tập nghiệm là tập công bắc cho phương trình 5. Dạng 3, phương trình tích phân hàm phi tuyến nhiều biến nhận giá trị trong không gian ba nấc tổng quát, có dạng 8. Dạng này có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như vật lý, cơ khí, kỹ thuật, kinh tế, dân số, y khoa, vân vân. Năm 1991, Cordoninil đã mô tả quá trình đóng máu bằng phương trình tích phân hàm phi tuyến có dạng 8A. Năm 2008, Elbray và các cộng sự đã sử dụng định lý điểm bất động ba nấc để chứng minh sự tồn tại nghiệm cho phương trình Wontara-Hammerstein có dạng 8B. Năm 2011,
Abdu và các cộng sự đã sử dụng định lý điểm bất động ban nát để chứng minh sự tồn tại nghiệm trong phương trình tích phân hàm vi tuyến trong miền n chiều có dạng 8C. Năm 2013, Lê Thị Phương Ngọc và Nguyễn Thành Long cũng đã sử dụng một định lý điểm bất động kiểu Rasnowski để chứng minh sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận cho phương trình 8D. Tiếp nối các công trình trên, chúng tôi đã chứng minh sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận, chứng minh tập nghiệm là tập công bắc cho phương trình 8 dạng 4, phương trình vi tích phân hàm phi tuyến theo hai biến nhận giá trị thực có dạng 9 và dạng 10. Tương tự với hai dạng này, năm 2009, Lâm Ngư và Red đã sử dụng kỹ thuật của toán tử Picap kết hợp với định lý điểm bất động Banach để chứng minh sự tồn tại nghiệm cho phương trình Volterra-Redon theo hai biến có dạng 11. Cũng năm 2009, Babbage đã sử dụng định lý điểm bất động Banach kết hợp với một số bất đẳng thức tích phân để chứng minh sự tồn tại nghiệm và đưa ra một số tính chất cơ bản của nghiệm cho phương trình tích phân Redon theo hai biến có dạng 12. Tiếp nối các công trình trên, chúng tôi đã sử dụng định lý điểm bất động Banach chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm. Chứng minh dùng định lý điểm bất động Sauder để chứng minh sự tồn tại nghiệm và chứng minh tập nghiệm là tập compact cho phương trình chính và phương trình 10. Tiếp theo, chúng tôi xin trình bày chi tiết hơn nội dung của các chương. Chương 1, hệ phương trình tích phân hàm phi tuyến có dạng 1.1. Ở đây F1 đến F anh là các ẩn hàm, tích thuộc về tập omega là khoảng đóng trừ B đến B. Trong phần này, chúng tôi ký hiệu X lớn là không gian Banach các hàm liên tục từ omega vào R anh. Chúng tôi viết hệ 1.1 lại dưới dạng 1.2. Trong đó F, A, F, B, F, G là các hàm vector gồm N thành phần, với A, F, I, B, F, I được xác định như trong hệ 1.3. Để chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm cho hệ 1.1, chúng tôi thiết lập các giả thiết H1 đến H5. Ký hiệu KM là quả cầu tâm không bán kính em trong không gian Banach X. Bổ đề 1.1 được sử dụng để viết hệ 1.2 dưới dạng 1.4. Bổ đề 1.2 được sử dụng trong quá trình chứng minh định lý 1.1.3. Giả sử H1 đến H5 đúng, khi đó với mọi epsilon mà thì tuyệt đối epsilon nhỏ hơn hay bằng epsilon 0, hệ 1.4 có duy nhất nghiệm trong KM. Nhận xét, nhờ vào định lý 1.1.3 có thể đưa ra một thuật giải sắp xỉ liên tiếp F nu bằng T F nu trừ 1 với F0 cho trước. Khi đó F nu hội tụ về nghiệm F của 1.1 thỏa mãn một đánh giá sai số như trong 1.5. Sau đây chúng tôi khảo sát sự thuật giải lập cấp 2. Giả sử hàm C thuộc C1, khai triển tay lo của hàm C theo biến thứ 2 và thứ 3, chúng tôi có xấp xỉ 1.6.
trong đó U Ni Ve Ni được xác định như trong 1.7. Chúng tôi thu được thuật giải 1.8 cho hệ 1.1. Trong đó Ve Kép I Di Ca Ni được xác định như trong 1.9, F0 cho trước như trong 1.10. Viết lại 1.8 như một hệ phương trình hàm tuyến tính dưới dạng 1.11. Các hàm trong 1.11 được xác định như trong 1.12, 1.13 và 1.14. Định lý 1.2.1, giả sử H1 đến H3 đúng, giả sử hàm C thuộc C1, giả sử F nuôi trừ 1 thuộc X, thỏa bất đẳng thức 1.15. Khi đó tồn tại duy nhất F nuôi thuộc X của thuộc giải 1.11 đến 1.14. Để thiết lập sự hội tụ bậc 2, chúng tôi thiết lập thêm giả thiết H6 và H7. Định lý 1.2.2 cho chúng tôi giải lập hội tụ cấp 2. Giả sử H1 đến H3 đúng, giả sử H6, H7 đúng, giả sử F là nghiệm của hệ 1.1, và giả sử F nuôi được xác định bởi thuộc giải 1.11 đến 1.14. Khi đó ta có, nếu F0 thuộc KM thì ta có đánh giá 1.16. Trong đó beta M được xác định như trong 1.17. Hay nếu F0 đủ gần F sao cho beta M nhân chuẩn F0 trừ F nhỏ hơn 1, thì giải F ni hội tụ về nghiệm F thỏa mãn một đánh giá sai số bậc 2 như trong 1.18. Chúng ta có nhận xét rằng vì thí nghiệm chính xác chưa biết nên việc chọn F0 đủ gần F là không thể. Tuy nhiên, nhờ vào nguyên lý ánh xòe co, chúng ta có thể chọn được F0 đủ gần F tùy ý. Khai triển tiềm cận của nghiệm. Giả sử H1 đến H5 đúng, ký hiệu CFG như trong 1.19. Giả sử thêm giả thiết H8, xét dãy hiệu hạn các hàm FR được xác định như trong 1.20, trong đó BR được xác định như trong 1.21 đến 1.25. Với BGR được xác định bởi biểu thức quy nạp 1.26. Chúng ta muốn sắp xỉ nghiệm chính xác F epsilon theo một đa thức bậc n theo epsilon. Đặt H như một đa thức bậc n theo epsilon với hệ số của hệ số epsilon R là FR được xác định như trên. Khi đó, sai số giữa nghiệm chính xác F epsilon và H thỏa mãn hệ 1.27, với epsilon thỏa mãn hệ 1.28. Bộ đề 3.1 và bộ đề 3.2 được sử dụng trong quá trình chứng minh định lý 1.3.3. Giả sử H1 đến H5 đúng, giả sử H8 thỏa, khi đó tồn tại một hằng số epsilon 1 sao cho với mọi epsilon mà trị tuyệt đối epsilon nhỏ hơn hay bằng epsilon 1, hệ 1.4 có duy nhất nghiệm
thỏa mãn một đánh giá tiệm cận tới cấp N cộng 1 như trong 1.31. Ví dụ 1.4.1 và ví dụ 1.4.2 minh họa rằng tồn tại những hàm cụ thể thỏa mãn tất cả các giả thiết từ H1 đến H8. Ở trên là chúng ta tìm nghiệm trong không gian băng mắt các hàm liên tục từ một tập compact omega vào Ln. Sau đây là một chú ý, chúng tôi tìm nghiệm cho một hệ phương trình trong không gian Bessé các hàm liên tục từ R cộng vào Ln. Chúng tôi khảo sát hệ phương trình 1.35. Xem ít như là một hàm vector gồm N thành phần. 1.35 được viết lại dưới dạng 1.36. Định nghĩa thêm hai hàm vector V và V1. 1.36 được viết lại dưới dạng 1.37. Để chứng minh phương trình 1.37 có duy nhất nghiệm, chúng tôi thiết lập các giả thiết A1, A2 và A3. Chúng tôi sử dụng định lý điểm bất động Banach trong không gian Bessé để chứng minh phương trình 1.37 có duy nhất nghiệm, tức là hệ 1.35 có duy nhất nghiệm nếu như các giả thiết A1, A2, A3 là đúng. Khi đó, dãy lập IK được xác định như trong 1.41 sẽ hội tụ về nghiệm của hệ 1.35 và thỏa mãn một đánh giá sai số như trong 1.42. Các kết quả của chương 1 đã được công bố trong bài báo D1 và D4. Tiếp theo là chương 2. Phương trình tích phân hàm vi tuyến một biến có biến trễ nhận giá trị trong không gian Banach tổng quát có dạng 2.0. Ở đây x là ẩn hàm T thuộc R cộng. Trong chương này chúng tôi ký hiệu x lớn là không gian Bessé các hàm liên tục từ R cộng vào không gian Banach tổng quát. Bộ đề 2.1.2 cho chúng tôi một tiêu chuẩn để một tập con của x là một tập compact tương đối. Và để chứng minh bộ đề này thì chúng tôi có sử dụng định lý Ascoli. Và ở bộ đề này cũng tiêu chuẩn nó cũng tương tự như Ascoli vậy đó. Tức là nó phải liên tục động mạch và bị chẩn đều. Để chứng minh sự tồn tại nghiệm cho phương trình 2.0, chúng tôi thiết lập các giả thiết A1 đến A6. Định lý sau cho chúng tôi sự tồn tại nghiệm của phương trình 2.0. Giả sử A1 đến A6 đúng, khi đó phương trình 2.0 có nghiệm trong x. Trước khi nói sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận, chúng tôi đã qua định nghĩa của nghiệm ổn định tiệm cận. X ngang là nghiệm ổn định tiệm cận nếu như x ngang tiệm cận với mọi nghiệm của phương trình 2.0 ở vô cực. Định lý sau cho chúng tôi sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận. Giả sử A1 đến A6 đúng, giả sử 2.6 đúng, trong đó A ngang B được xác định như trong hệ 2.7. Khi đó mọi nghiệm của phương trình 2.0 đều là nghiệm ổn định tiệm cận.
Chúng tôi sử dụng tính chất của toán tự compact, tức là họp cùng toán tự liên tục và toán tự compact để chứng minh tập nghiệp và tập compact nếu như các giả thiết A1 đến A6 là đúng. Ví dụ 2.4 minh họa rằng tồn tại những hàm cụ thể thỏa mãn tất cả các giả thiết A1 đến A6 và thỏa mãn giả thiết 2.6. Kết quả của chương 2 đã được công bố trong bài báo D2. Tiếp theo là chương 3. Phương trình tích phân hàm phi tuyến nhiều biến nhận giá trị trong không gian Banach tổng quát có dạng 3.0. Ở đây U là ẩn hàm, X thuộc về R cộng N. Trong chương này, chúng tôi ký hiệu X lớn là không gian Brecht các hàm liên tục từ R cộng N vào không gian Banach. Bộ đề 3.1.1 cho chúng tôi một điều kiện cần và đủ để một tập con của X là một tập con bắt tương đối. Để chứng minh sự tồn tại nghiệm và nghiệm ổn định tiệm cận cho phương trình 3.0, chúng tôi thiết lập các giả thiết A1 đến A5. Định lý sau cho chúng tôi sự tồn tại nghiệm và nghiệm ổn định tiệm cận của phương trình 3.0. Giả sử A1 đến A5 đúng, khi đó phương trình 3.0 có nghiệm. Hơn nữa, nếu giả thiết 3.6 đúng, trong đó A ngang, R ngang được xác định như trong hệ 3.7, khi đó mọi nghiệm của phương trình 3.0 đều là nghiệm ổn định tiệm cận. Nhận xét rằng ví dụ 1 và ví dụ 2 sau đây minh họa rằng giả thiết A5 là hợp lý. Ví dụ 3 minh họa rằng tồn tại những hàm omega 0, omega 1, omega 2 và các hàm sigma y thỏa mãn giả thiết 3.6. Tương tự như trong chương 2, giả sử A1 đến A5 đúng, khi đó tổng nghiệm của phương trình 3.0 là tập khắc rỗng và là tập compact. Ví dụ 3.4 minh họa rằng tồn tại những hàm cụ thể thỏa mãn tất cả các giả thiết A1 đến A5 và thỏa mãn giả thiết 3.6. Các kết quả của chương 3 đã được công bố trong bài báo D3. Tiếp theo là chương 4. Phương trình vi tích phân hàm phi tuyến theo hai biến nhận giá trị thực có dạng 4.1 và dạng 4.2. Trong mục 4.1, chúng tôi khảo sát phương trình 4.1 với m bằng 1, nghĩa là khảo sát phương trình 4.3 trong không gian Banach x gồm các hàm u liên tục và u có đạo hàm riêng theo biến thứ nhất liên tục. Để sử dụng định lý điểm bất động Banach chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm cho phương trình 4.3, chúng tôi thiết lập các giả thiết A1 và A2. Chúng tôi sử dụng định lý điểm bất động Banach để chứng minh phương trình 4.3 có duy nhất nghiệm trong không gian Banach X1 nếu như các giả thiết A1, A2 là đúng. Bộ đề 4.1.3 cho chúng tôi một tiêu chuẩn để một tập con của X1 là một tập compact tương đối. Để sử dụng định lý điểm bất động Sauder, chúng tôi thiết lập các giả thiết A1, A ngang 2.
Chúng tôi sử dụng định lý điện bất động Schroeder để chứng minh phương trình 4.3 có nghiệm trong không gian X1 và tập nghiệm là một tập công bắc. Nếu như các giả thiết A1, A-2 là đúng. Ví dụ 4.1.1 và ví dụ 4.1.2 minh họa rằng tồn tại những cái hàm RK cụ thể thỏa mãn các giả thiết A1, A2 và A-2. Trong mục 4.2, chúng tôi khảo sát phương trình 4.1 với em lớn hơn hay bằng 2. Nghĩa là khảo sát phương trình 4.5 với em lớn bằng 2 trong không gian Banach XM gồm các hàm U liên tục và U có tất cả các đà hàm riêng từ cấp 1 đến cấp M theo biến thứ nhất liên tục. Để chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm cho phương trình 4.5, chúng tôi thiết lập các giả thiết B1, B2. Chúng tôi sử dụng định lý điểm bất động Banach để chứng minh phương trình 4.5 có duy nhất nghiệm trong không gian Banach XM nếu như các giả thiết B1, B2 là đúng. Bộ đề 4.2.3 cho chúng tôi một điều kiện cần và đủ để một tập con của XM là một tập con bắc tương đối. Để sử dụng định lý điểm bất động Schroeder, chúng tôi thiết lập các giả thiết B1, B-2. Chúng tôi sử dụng định lý điểm bất động Schroeder để chứng minh tập nghiệm của phương trình 4.5 là khác rộng và là tập con bắc nếu như các giả thiết B1, B-2 là đúng. Ví dụ 4.2.1 và ví dụ 4.2.2 minh họa rằng tồn tại những cái hàm cụ thể thỏa mãn tất cả các giả thiết B1, B2 và B-2. Trong mục 4.3, chúng tôi khảo sát phương trình 4.2 với em lớn bằng 1 và anh lớn bằng 1. Nghĩa là khảo sát phương trình 4.2 trong không gian Banach XM anh gồm các hàm U liên tục và U có tất cả các đàm riêng từ cấp 1 đến cấp M theo biến thứ nhất liên tục và U có tất cả các đàm riêng từ cấp 1 đến cấp M theo biến thứ hai liên tục. Đúng. Chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm cho phương trình 4.2 trong không gian Banach XM anh, chúng tôi thiết lập các giả thiết C1, C2. Chúng tôi sử dụng định lý điểm bất động Banach để chứng minh phương trình 4.2 có duy nhất nghiệm trong không gian Banach XM anh nếu như các giả thiết C1, C2 là đúng. Bộ đề 4.3.3 cho chúng tôi một điều kiện cần và đủ để một tập con của XM anh là một tập con bắc tương đối. Tiếp theo, để sử dụng định lý điểm bất động Schroeder, chúng tôi thiết lập các giả thiết C1, C-2. Chúng tôi sử dụng định lý điểm bất động Schroeder để chứng minh tập nghiệm của phương trình 4.2 là khá rộng và là một tập con bắc nếu như các giả thiết C1, C-2 là đúng. Ví dụ 4.3.1 và ví dụ 4.3.2 minh họa rằng tồn tại các hàm R và K cụ thể thỏa mãn các giả thiết C1, C2 và
C ngang 2. Các kết quả của chương 4 đã được công bố trong bài báo D5. Cuối cùng là phần kết luận. Bằng các công cụ của giải thích hàm kết hợp với các định lý điểm bất động phù hợp, luận án đã đạt được một số kết quả mới sau đây. 1. Phát biểu và chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm cho một hệ phương trình tích phân hàm phi tuyến theo một biến trên một đoạn, thiết lập dãy sắp xỉ liên tiếp hội tụ về nghiệm, khảo sát sự hội tụ bậc 2, thiết lập một khái niệm tiệm cận đến cấp n cộng 1 theo tham số bé epsilon xuất hiện trong hệ phương trình. 2. Sử dụng định lý điểm bất động Banach kết hợp với định lý điểm bất động kiểu Radnor-Selke trong không gian Bessé chứng minh sự tồn tại nghiệm, chứng minh sự tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận, chứng minh tập nghiệm là tập compact cho phương trình tích phân hàm phi tuyến một biến có biến trễ nhận giá trị trong không gian Banach tổng quát. 3. Chứng minh sự tồn tại nghiệm và chứng minh tập nghiệm là tập compact cũng như chứng minh tồn tại nghiệm ổn định tiệm cận cho phương trình tích phân hàm phi tuyến nhiều biến nhận giá trị trong không gian Banach tổng quát bằng cách sử dụng định lý điểm bất động Banach và định lý điểm bất động kiểu Radnor-Selke trong không gian Bessé. 4. Phát biểu và chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm, sự tồn tại nghiệm và chứng minh tập nghiệm là tập compact cho ba dạng phương trình vi tích phân hàm phi tuyến theo hai biến nhận giá trị thực trong các không gian Banach cụ thể được thiết lập riêng cho từng dạng phương trình. Chúng tôi xin nêu ra một số vấn đề có thể nghiên cứu và phát triển tiếp như sau. Mở rộng kết quả của chương 4 cho các dạng phương trình vi tích phân hàm phi tuyến theo nhiều biến nhận giá trị thực hoặc nhận giá trị trong không gian Banach tổng quát. Sau đây là danh mục công trình của các tác giả. Chúng tôi đã sử dụng bài báo D1 và D4 trong chương 1. Trong chương 2 chúng tôi đã sử dụng bài báo D2. Bài báo D3 đã được sử dụng trong chương 3. Và trong chương 4 chúng tôi đã sử dụng bài báo D5. Báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe.